thưởng thức hương vị đặc sắc tại Quá Ngon, điểm hẹn lý tưởng giữa lòng Sài Gòn. Tại Sài Gòn, để tìm một không gian tinh tế cùng với ẩm thực đặc sắc và dịch vụ đẳng cấp, Quá Ngon chính là điểm đến không thể bỏ qua. Hơn 15 năm, nhà hàng Quá Ngon nổi tiếng là nơi mang đến những trải nghiệm ẩm thực hảo hạng với các món đặc sản từ khắp các vùng miền của Việt Nam, trở thành nhà hàng chuyên các món đặc sản nổi tiếng bậc nhất. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức các món đặc sản độc đáo với chất lượng tuyệt hảo như đệ nhất heo tộc quay lúa chặt mẹt, thỏ rừng la nhấn lưu mắm nhỉ, gà đông tảo 4 món, xôi lê lê. Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng biệt, khó có nơi nào sánh được. Điểm nhấn không chỉ nằm ở món ăn, mà nhà hàng Quá Ngon còn sở hữu 3 không gian riêng biệt: sân vườn thoáng đãng, ban công trang nhã và hệ thống phòng VIP sang trọng, có sức chứa từ 4 đến 100 người. Mỗi phòng thì đều được trang bị hệ thống âm thanh karaoke hiện đại, tạo điều kiện lý tưởng cho mọi buổi tiệc. Và bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tại Quá Ngon được đào tạo bài bản, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm. Đó là lý do Quá Ngon luôn là lựa chọn ưu tiên cho những buổi tiệc mừng, tiệc công ty hay những bữa cơm gia đình ý nghĩa. Dù là cuối tuần hay ngày thường, Quá Ngon luôn tấp nập khách ra vào và là nơi đầu tiên ghé đến của nhiều vị khách kiều bào. Còn phấn vân điều gì mà không đặt bàn Quá Ngon ngay hôm nay để cùng nâng ly, thưởng thức những hương vị đặc sản có 102 như thế này?